Hiện nay Lâm Đồng đang thực hiện đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2025 với mục tiêu phát triển diện tích trồng trọt hữu cơ đạt khoảng 1.600 ha. Tỉnh Lâm Đồng kỳ vọng vào sự gia tăng năng suất và chất lượng sản phẩm để tăng thu nhập cho nông dân, doanh nghiệp, giảm thiểu chi phí đầu tư. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, khuyến khích sản xuất ra các sản phẩm đạt tiêu chuẩn, có chứng nhận phù hợp nông nghiệp hữu cơ, khu vực và thế giới, nhằm đưa Lâm Đồng trở thành địa phương có trình độ sản xuất nông nghiệp đứng đầu cả nước. Theo đó, Lâm Đồng đề ra mục tiêu 90% sản lượng sản phẩm nông nghiệp hữu cơ trong giai đoạn 2020-2025 được chứng nhận đảm bảo đầu ra, có thị trường tiêu thụ ổn định, bền vững thông qua việc ký kết hợp đồng tiêu thụ hoặc tham gia các chuỗi giá trị. Ngoài ra, phấn đấu để toàn tỉnh có ít nhất 40 tổ chức cá nhân được chứng nhận sản xuất hữu cơ. Tỉnh Lâm Đồng cũng tiến tới mở rộng quy mô diện tích, tăng năng suất, sản lượng, chất lượng các sản phẩm hữu cơ, đồng thời đẩy mạnh việc phát triển vùng nguyên liệu kết hợp phát triển công nghiệp chế biến, tạo ra nhiều sản phẩm hữu cơ đặc thù nhằm hướng đến thị trường xuất khẩu. Việc thúc đẩy nông nghiệp hữu cơ ở địa phương không những tăng hiệu quả kinh tế mà còn góp phần bảo vệ môi trường, giảm nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Ngành nông nghiệp Lâm Đồng luôn khuyến cáo người dân không phát triển nông nghiệp hữu cơ theo phong trào. Người làm phải dựa trên điều kiện về thổ nhưỡng, khí hậu, tài nguyên đất, nước, hệ sinh thái và sức khỏe con người. Ngoài ra, sản xuất phải gắn với nhu cầu của thị trường, tuân thủ chặt chẽ các quy định về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.